Hôm nay em Trọng lại lên sóng cho quý anh chị một mẫu Hyundai Tucson đời 2017, động cơ máy xăng 2.0 phiên bản đủ ATH. Chiếc xe này mới lăn bánh có 7,5 vạn km thôi ạ. Và chiếc xe này em báo giá nhanh cho quý anh chị để những quý anh chị quan tâm về giá thì có thể nắm bắt được giá luôn. Bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 600 triệu đồng. Chiếc xe Hyundai Tucson đời 2017, động cơ máy xăng 2.0. Xe còn rất là mới và đẹp nhé. Chiếc xe này lăn bánh 7,5 vạn km. Đây các bác nhìn này, phần em xin quay phần ngoại thất bên ngoài. Sơn xi màu trắng rất đều và đẹp. Màu trắng là một cái màu rất được ưa chuộng. Mọi người sử dụng lựa chọn màu trắng rất là nhiều các bác nhé. Xe thì còn mới và đẹp. Đây em quay phần sơn xi bề ngoài, phần ngoại thất bên ngoài các bác nhìn nhé. Nước sơn màu trắng rất là đẹp. Chiếc xe này thì bên em mới lấy về thôi. Giá cả thời điểm này rất là hợp lý rồi. Với một chiếc xe gầm cao 5 chỗ mà chỉ loanh quanh 600 triệu đồng. Đây các bác nhìn giúp em. Phần ngoại thất bên ngoài còn rất là đẹp nhé. Sơn xi đều đặn. Tất nhiên là sơn zin thì còn loanh quanh khoảng 70-80% thôi. Không còn nhiều đâu ạ. Có sơn dặm lại. Đây các bác nhìn này, tất cả những cái chi tiết theo xe là còn rất mới nhé. Đây phần đèn này, đây các bác nhìn này, đèn bi này. Chiếc Tucson đời 2017 thì đây là sản xuất Việt Nam các bác nhé. Xe còn rất là mới và đẹp. Đây cái phần mặt ca lăng đằng trước này, nhìn rất là khỏe, khỏe khoắn, trẻ trung. Đây phần đèn bi còn rất là đẹp và mới nhé, các bác nhìn này. Tất cả những cái chi tiết theo xe là nguyên bản hết, không có đâm xô tai nạn ngập nước các bác nhé, pháp lý chuẩn chỉ. Đây phần la răng rất là đẹp, la răng còn mới và đẹp, lốp lát này còn gọi là tương đối dày các bác nhé, xe rất là mới. Đây có xi nhan tích hợp trên gương. Tất cả những cái chi tiết theo xe còn rất là mới này, tay nắm cửa này. Em quay tổng thành ngoại thất bên ngoài trước. Lốp lát là còn dày các bác nhé. La răng còn đẹp. Cái phần giải đèn hậu của chiếc Hyundai Tucson này rất là mốt nhé, rất đẹp nhé. Giải đèn hậu đẹp. Form 2017 này là không thiếu chức năng gì rồi. Có cảm biến theo xe này, cảm biến sau này. Đèn hậu rất là đẹp, rất là sáng và đẹp. Chi tiết các cái lốp theo xe này còn dày. La răng này còn mới và đẹp các bác nhé. Nhìn rất là mới. Các cái tay nắm cửa này, tay nắm cửa. Lốp lát là còn dày, phần la răng là không chém cạnh nhé, không xước nhé, không chém cạnh, không xước, còn rất là đẹp. Có xi nhan tích hợp trên gương rồi. Phần đăng kiểm là còn rất dài nhé, đến tận tháng 5 năm 2025 nhé, các bác nhìn này. Phí đường bộ thì đến 2024, còn đăng kiểm đến tận 2025. Đăng kiểm rất là dài. Phần ngoại thất bên ngoài thì em đã quay qua cho các bác rồi. Thì bây giờ phần sang phần nội thất bên trong nhé. Tất cả những cái chi tiết theo xe là còn nguyên bản hết. Đây các bác nhìn cái phần táp ly này, táp ly các chi tiết phím bấm nó còn rất mới nhé, các bác nhìn giúp em này, các chi tiết phím bấm nó còn rất mới và đẹp. Đây là những cái chi tiết theo xe. Đây có mở cốp này, có chống trơn trượt này, có cảnh báo điểm mù này, rất nhiều thứ nhé. Đây phần ghế da của Tucson đây, đây là ghế nguyên bản nhé. Ghế nguyên bản thì nó có hơi nhăn một chút xíu thôi. Cái vết nhăn này thì là loanh quanh theo thời gian. Chiếc xe này lăn bánh là 7,5 vạn km các bác nhé. Và giá chào bán rất là hợp ví nhé. 600 triệu đồng thôi. Giá chào bán rất là hợp ví. Đây chiếc xe này tất cả các cái chi tiết chức năng của một chiếc xe hiện đại bây giờ là đều có rồi.
có tăng giảm âm lượng qua bài tắt tiếng rồi nhiều các cái yếu tố khác. Đây cruise control này, tăng giảm cruise control, tăng ga gọi là ga tự động. Đây các phím bấm là còn rất là mới nhé. Đây có phanh tay điện tử này, auto hold này, các cái chế độ lái ví dụ như sport, gọi là chế độ thể thao này, eco là tiết kiệm xăng này. Nhìn chung là có rất nhiều chế độ lái các bác nhé. Đây cái nút để lộ start stop, rồi điều hòa này, sấy kính sưởi kính này, rất là nhiều các cái chức năng hiện đại. Còn màn hình cam lùi là đầy đủ, theo cái này là màn hình theo xe. Trang bị rất là đầy đủ rồi, tất cả những cái tính năng ở đây, có cả cửa sổ trời nhé, tất cả những cái hệ thống điện đèn là hoạt động bình thường các bác nhé. Cửa sổ trời toàn cửa sổ trời toàn cảnh. Đây chiếc Tucson này thì cửa sổ trời rất là rộng nhé, cửa sổ trời là toàn cảnh rất rộng nhé. Đây các bác nhìn phần khoang nội thất bên trong thì còn gọi là tương đối đẹp nhé, tương đối đều và đẹp. Phần tam ly theo xe này, tam ly theo xe còn rất mới nhé. Ghế thì nhìn chung là còn căng và đẹp, bác chủ bác chỉ ngồi mỗi cái ghế lái thôi, còn lại những ghế sau là còn rất là mới và đẹp nhé. Cửa sổ trời toàn cảnh rất là đẹp, rất là mới nhé. Đã được trang bị cốp điện rồi. Tucson 2017 nè, các cái tính năng hiện đại gần như nó có hết cả rồi. Đây khoang cốp rất là rộng rãi và đẹp, có hơi bẩn một chút xíu thôi, không gọi không vấn đề gì. Vâng, chỉ với loanh quanh tầm tiền 600 triệu mà các bác đã sở hữu một cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ đa dụng, cả nhà đi thoải mái luôn. Chiếc Tucson này rất là rộng rãi nhé, đi rất thoải mái và rộng rãi, chế độ lái này hay, nhất là chế độ thể thao sport đi trên đường rất thích luôn. Đây các bác nhìn này, xe người ta đi gia đình nên ghế ghế sau là khả năng là bác chủ bác chỉ đi ghế lái thôi, cái ghế sau còn rất là mới, rất là đẹp luôn, không vết nhăn, là xe rất là mới nhé. Bác nào mà quan tâm yêu thích chiếc xe thì các bác có thể điện thoại cho em Trọng. Số điện thoại của em là 037 309 3318. Địa chỉ xem xe là Salon ô tô Trường Thành K, ngã ba Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đây, xe còn rất là mới và đẹp nhé, tất cả những cái chi tiết theo xe nguyên bản hết, chỉ có mỗi cái ghế lái này hơi sờn một chút thôi, chứ còn các ghế khác là rất là đẹp nhé. Còn ngoại thất nội thất thì em đã quay cho các bác rồi, thì em xin quay về phần khoang máy chiếc xe. Bên em là chào bán những chiếc xe là không đâm va, không tai nạn, không ngập nước nhé, pháp lý chuẩn chỉ, bao check hãng nha các bác. Đây tất cả những cái chi tiết theo xe còn rất là mới nhé. Ốc capo là zin nguyên bản nhé, không có vết vặn mở, keo chỉ nguyên bản, keo chỉ nguyên bản, máy số nguyên bản. Đây các bác nhìn này, ốc lắp capo nguyên bản, chưa có vết tháo mở nhé. Máy zin, số zin nhé. Đây các bác nhìn giúp em tất cả những cái chi tiết máy này, từ ốc lắp dàn cò, rồi ốc chân máy, rồi ốc ốc bi tì kìa, tất cả những cái chi tiết là ốc là nguyên bản hết nhé, chưa có vết vặn nào cả. Máy zin, số zin các bác nhé, tất cả những cái chi tiết là nguyên bản theo xe hết.
Vâng, và chốt lại thì bên em xin chào bán chiếc xe này với giá là 600 triệu đồng nhé. 600 tròn. Bác nào yêu thích chiếc xe thì vui lòng là điện thoại cho em Trọng theo số máy là 037 309 3318 hoặc là địa chỉ xem xe là Salon Ô tô Trường Thành K, ngã ba Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Em Trọng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những chiếc xe sau. Em xin cảm ơn ạ.